Toàn cảnh quốc tế ngày 10 tháng 7. Các đồng minh của Mỹ, NATO sẽ cung cấp hàng chục hệ thống phòng không trong những tháng tới, trong đó có 4 hệ thống Patriot. Nga tuyên bố đang nghiên cứu hệ thống dẫn đường của hoạt tiến Storm Shadow. Tổng thống Hàn Quốc Yoon nói buôn bán vũ khí Triều Tiên Nga là mối đe dọa toàn cầu. Nga Ấn Độ ký 15 văn kiện trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Quan chức tình báo Mỹ cho biết Nga muốn cựu Tổng thống Trump tái đắc cử. Cảnh sát Philippines bắt giữ hai người Việt Nam vì rút súng hăm dọa một người Việt. Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế thứ tư ngày 10 tháng 7 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Theo một thỏa thuận chung được ban hành vào ngày 9 tháng 7, Hoa Kỳ và ít nhất 9 đồng minh NATO khác đã đồng ý gửi hàng chục hệ thống phòng không trong những tháng tới tới Ukraine, bao gồm ít nhất 4 khẩu đội Patriot. Thông báo này được đưa ra vào lúc bắt đầu hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington. Theo biết tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ, Đức và Romania sẽ nhanh chóng cung cấp cho Ukraine các khẩu đội Patriot, trong khi Hà Lan sẽ cung cấp các thành phần để vận hành một khẩu đội Patriot khác. Ý cũng sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không Samti. Tuyên bố viết, năm hệ thống phòng không chiến lược này sẽ giúp bảo vệ các thành phố, dân thường và binh lính của Ukraine. Và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Ukraine để các hệ thống này có thể được sử dụng nhanh chóng. Trong những tháng tới, Canada, Na Uy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh cũng sẽ đóng góp vào việc cung cấp thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật cho Ukraine, bao gồm NASAMS, Hawk, IRIS-T, SLM, IRIS-T, SLS và hệ thống SPAT. Thỏa thuận không nêu rõ khi nào Ukraine sẽ nhận được các hệ thống phòng không. Thỏa thuận lưu ý rằng sẽ có thêm một thông báo trong năm nay về các hệ thống phòng không chiến lược bổ sung cho Ukraine. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, Ukraine dự kiến sẽ nhận được thêm tin tức về phòng không tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine đã nhấn mạnh vào tuyên bố của Liên minh về phòng không và thông báo thêm 10 hệ thống Patriot vào cuối năm nay. Trong khi ký ít cho biết, họ cần ít nhất 7 hệ thống Patriot để bảo vệ bầu trời của đất nước. Chuyên gia Nga cho biết, các bộ phận của hệ thống điều khiển và dẫn đường hỏa tiễn Storm Shadow đang được nghiên cứu. Hãng tin Ria Novosti dẫn lời một chuyên gia quân sự Nga nói rằng, việc nghiên cứu các hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow vẫn đang được chúng tôi tiến hành. Hiện tại, các thiết bị điều khiển và dẫn đường đã được tháo rỡ, bao gồm động cơ, bánh lái và các hệ thống kiểm soát đường bay. Theo chuyên gia này, việc nghiên cứu chi tiết về sơ đồ ngoài nổ và thiết kế đầu đạn của hỏa tiễn Storm sơ cũng được các kỹ sư Nga tiến hành song song. Trước đó, Trung tướng Andrei Semenov, người đứng đầu lực lượng phòng không và hỏa tiễn Nga tiết lộ, Hỏa tiễn hành trình Storm Shadow có thể tiếp cận mục tiêu một cách bí mật bằng cách sử dụng hệ thống điều chỉnh dẫn đường thông qua vệ tinh Mỹ. Storm đầu là hỏa tiễn hành trình tầm xa phóng từ trên không do Pháp và Anh phát triển. Hỏa tiễn được thiết kế để nhằm mục tiêu và cơ sở hạ tầng có giá trị cao, bao gồm căn cứ không quân, hệ thống radar, trung tâm liên lạc và các tài sản chiến lược khác. Theo thông tin từ nhà sản xuất, hỏa tiễn có chiều dài khoảng 5,1 mét, sải cánh khoảng 3 mét, với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm sau đầu được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km h Tùy vào từng biến thể, hỏa tiễn có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol ngày 9 tháng 7 phát biểu rằng hoạt động buôn bán vũ khí của Triều Tiên với Nga là mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu và sức mạnh cùng liên minh giữa các nền dân chủ tự do đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tự do khỏi những thành phần liều lĩnh. Ông Yun đưa ra những bình luận này tại Hawaii, nơi ông thảo luận về tầm quan trọng của thế trận phòng thủ chung của lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Với đơ đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tổng thống Yun nói rằng, Triều Tiên đe dọa hòa bình không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn trên toàn cầu bằng cách tham gia và hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp với Nga. Ông Jun dừng chân tại Hawaii trên đường đến Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, đại diện cho một trong bốn đối tác châu Á-Thái Bình Dương của khối liên minh quân sự. Tổng thống Hàn Quốc cho biết mối lo ngại về việc tăng cường quân sự của Triều Tiên đang gia tăng sau khi nước này ký một hiệp ước với Nga vào tháng trước, trong đó có một thỏa thuận phòng thủ chung. Ông Yun nói, để bảo vệ tự do, dân chủ và thịnh vượng kinh tế của chúng ta khỏi những thành phần liều lĩnh này, sự đoàn kết giữa các quốc gia chia sẻ giá trị cũng như sức mạnh là điều cần thiết. Tổng thống Yun cũng đã cảnh báo Nga về mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc với Triều Tiên. Seoul và Washington cho biết Triều Tiên đã cung cấp pháo binh và hỏa tiễn đạn đạo cho Nga để sử dụng ở Ukraine, điều mà cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận. Thông cáo trên trang web của điện Kremlin cho biết, Nga và New Delhi đã ký 15 văn kiện trong chuyến thăm chính thức Moscow của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong số các văn bản được ký kết có tuyên bố chung của tổng thống Putin và ông Modi sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ, cũng như tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo về phát triển các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước cho đến năm 2030. Truyền thông nhà nước Nga trang TASS sau đó cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga hai ngày tới Nga và rời Moscow. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về chuyến thăm này. Một viên chức tình báo Hoa Kỳ ngày 9 tháng 7 nói rằng Hoa Kỳ không thấy Nga thay đổi sở thích so với các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trước đây về người mà họ muốn giành chiến thắng trong năm nay ám chỉ rằng Moscow một lần nữa ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong cuộc họp báo với các phóng viên về an ninh bầu cử Hoa Kỳ, vị quan chức này đã không nêu đích danh ông Trump khi được hỏi Điện Kremlin muốn ai làm Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo. Nhưng ông chỉ ra rằng Nga ủng hộ ông Trump, nói rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không thay đổi đánh giá của mình so với các cuộc bầu cử trước. Những đánh giá đó đã phát hiện ra rằng Moskva đã cố gắng thông qua các chiến dịch gây ảnh hưởng để giúp cựu tổng thống Trump giành chiến thắng vào năm 2016 trước bà Hillary Clinton và năm 2020 với đối thủ Joe Biden. Quan chức từ văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ cho biết: "Chúng tôi chưa thấy sự thay đổi trong sở thích của Nga đối với cuộc đua tổng thống so với các cuộc đua trước, xét đến vai trò mà Hoa Kỳ đang đóng góp liên quan đến Ukraine." và chính sách rộng hơn đối với nga chiến dịch tranh cử của ông trump nói rằng tổng thống biden yếu thế trước nga bằng chứng là cuộc xâm lược ukraine carolyn levitt thư ký báo chí của chiến dịch tranh cử của ông trump cho biết trong một tuyên bố khi tổng thống trump còn ở phòng bầu dục nga và tất cả các đối thủ của mỹ đều bị ngăn chặn vì họ lo sợ cách hoa kỳ sẽ phản ứng vì quan chức tình báo mỹ cho biết Washington chưa giám sát các kế hoạch bất kỳ quốc gia nào nhằm làm suy yếu hoặc phá vỡ khả năng tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông nói thêm rằng, thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện khác, Nga đã bắt đầu cố gắng tác động đến các nhóm cử tri cụ thể của Hoa Kỳ ở các tiểu bang chiến trường, thúc đẩy các câu chuyện gây chia rẽ và hạ thấp các chính trị gia cụ thể. Theo ông, Nga đang thực hiện một cách tiếp cận toàn bộ chính phủ để tác động đến cuộc bầu cử, bao gồm cả tổng thống, quốc hội và dư luận công chúng. Moscow xác định ứng cử viên nào họ sẵn sàng ủng hộ hoặc phản đối phần lớn dựa trên lập trường của họ đối với viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine và các vấn đề liên quan. Đó là tất cả các chiến thuật mà chúng ta đã thấy trước đây, chủ yếu thông qua các nỗ lực truyền thông xã hội và sử dụng tiếng nói của hoa kỳ để khuếch đại các câu chuyện của họ một đánh giá mới của cộng đồng tình báo được công bố trong tuần này trên trang web của văn phòng giám đốc tình báo quốc gia hoa kỳ cho biết nga vẫn là mối đe dọa chính đối với các cuộc bầu cử và tác nhân gây ảnh hưởng của nga đã bí mật lên kế hoạch chi phối chiến trường và làm giảm sự ủng hộ của hoa kỳ đối với ukraine Gần đây, Nga đã tìm cách gây ảnh hưởng đến công chúng Hoa Kỳ thông qua các kênh tin nhắn trực tiếp được mã hóa. Theo quan chức Mỹ, Trung Quốc hiện được đánh giá là không có kế hoạch gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua Tổng thống. Vào sáng thứ Ba ngày 9 tháng 7, giới chức Philippines bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam vì họ mang theo chất cấm và dùng súng bất hợp pháp đe dọa người khác ở thành phố Pasay thuộc vùng thủ đô Manila của Philippines hai trang tin Daily Tribune và Inquire cho biết trong cùng ngày. Theo truyền thông Philippines, hai người này được xác định danh tính là Văn và Hoàng, đã bị bắt lúc 3 giờ sáng tại một quán bar karaoke sau khi một người đàn ông Việt Nam khác xưng tên là Trương liên lạc với cảnh sát và trình báo rằng ông ấy bị hai nghi phạm rút súng và đe dọa trong quán. Cảnh sát phát hiện Văn 26 tuổi và Hoàng 23 tuổi mang trên người chất cấm và súng trái phép. Thông tin do cảnh sát đưa ra cho hay, khẩu súng chứa 3 viên đạn, hai nghi phạm không có giấy phép sử dụng súng. Ngoài ra, họ có một gói nhỏ chứa chất cấm trị giá hơn 170 đô la Mỹ. Hai nghi phạm hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở cảnh sát Pasay, chờ các thủ tục khởi tố liên quan đến họ. Gần đây truyền thông Philippines đã đưa tin về một số vụ người Việt gây rắc rối ở vùng thủ đô Manila của Philippines. Các trang tin tiếng Anh của Philippines ngày 3 tháng 7 cho biết một phụ nữ có tên Vân 19 tuổi gây rối khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino gần Manila. Cô này sau đó bị tạm giữ và bị trục xuất. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.